Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thích ứng an toàn được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh BRT. Và tôi là Nhật Trường, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi đến các bà, các mẹ, các chị, các em những lời chúc tốt đẹp nhất. Có thể thấy rằng, thực tế, các chị em phụ nữ, dù ở vị trí nào, vẫn giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa và phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, cống hiến công sức, trí tuệ trong mọi lĩnh vực, tích cực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển, mỗi gia đình và mỗi người dân ngày càng hạnh phúc. Xin phép tôn vinh và tri ân những cống hiến tích cực này. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi các dòng phụ của Omicron, biến thể đã được cơ quan này xếp vào danh sách đáng quan ngại do có nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, WHO cũng đang nghiên cứu các dữ liệu thực nghiệm trên chuột để hiểu thêm về cơ chế lây lan của các dòng phụ BA.1, BA.2 và BA.3, cũng như xác định xem liệu chúng có nguy cơ gây bệnh nặng hơn hay không. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của WHO, bà Maria Van Kerkhove cho biết, Omicron có 3 dòng phụ nổi bật là BA.1, BA.1.1 và BA.2. Ngoài ra còn có BA.3 và một số dòng phụ khác. Để hiểu thêm về dòng phụ BA.3, WHO đã tiến hành một nghiên cứu vào tháng 1 vừa qua và phát hiện ra rằng BA.3 là phiên bản kết hợp đột biến protein gai của hai dòng phụ BA.1 và BA.2. Tuy nhiên, do BA.3 khuyết 6 đột biến của BA.1 và 2 đột biến của BA.2 nên lây lan chậm nhất trong cả 3 dòng phụ. Nghiên cứu cũng chỉ rõ đến nay, biến thể Omicron vẫn được cho là chỉ gây bệnh nhẹ, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng có thể phát triển một số đột biến gây bệnh nặng hơn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, nhiều người vẫn đang phải chống chọi với những triệu chứng rõ ràng của căn bệnh này. Trong loạt dấu hiệu này, khó thở bị xem là triệu chứng nguy hiểm nhất trong suốt 2 năm dịch bệnh vừa qua. Theo các chuyên gia y tế Mỹ, khó thở là một trong những dấu hiệu đáng quan ngại nhất của COVID-19, bởi nó ảnh hưởng đến mọi hoạt động hàng ngày, kể cả lúc nghỉ ngơi. Dấu hiệu này cho thấy cơ thể không nhận đủ oxy, ảnh hưởng đến não, tim và các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể, khiến bệnh nhân có thể yếu đi nhanh chóng. Khi bệnh nhân cảm thấy không hít đủ không khí từ việc hít thở bình thường hoặc gặp khó khăn trong việc thở mạnh, nhiều khả năng họ đang bị khó thở. Các chuyên gia Mỹ khuyến nghị bệnh nhân nên tới cơ sở y tế ngay lập tức khi cảm thấy khó thở trong lúc làm việc hay nghỉ ngơi. Trong khi đó, các bài tập hít thở sâu có thể giúp phục hồi chức năng phổi và hỗ trợ bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi sau khi mắc COVID-19. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, hình ảnh nhân viên y tế tuyến cơ sở đã trở nên quen thuộc với người dân. Họ chính là những người gần gũi nhất với bà con để có thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để kịp thời hỗ trợ trong phòng chống dịch, nhất là cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2. Và phần lớn trong số này là các chị, các mẹ, các em. Khoác trên mình chiếc áo blues trắng, chị em đã tạm gác nghĩa vụ với gia đình, gánh trên mình trọng trách của chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, hãy lắng nghe các chị em ở một trạm y tế phường trải lòng về những ngày không thể nào quên của thời điểm đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành phía Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như công việc hàng ngày của họ trong trạng thái bình thường mới. Con lại đang trong đứa bé cháu. Rồi, tí nữa con sẽ phát thuốc cho chị nha. Thời điểm là thứ năm ghi nhận ca bệnh đầu tiên là vào 23 giờ 55 phút ngày 14 tháng 7 liên quan đến chợ Đạch Dừa. Vì vừa nghe bệnh viện nên đợi thông báo là cái ca test nhanh xương đó thì mình gọi điện ngay cho chủ tịch công an phường là xuống phong tỏa ngay cái hẻm 88 đó. Tại vì đặc thù cái hẻm 88 đó là dân phòng trọ, dân tạm cư rất là đông. Nếu như mà mình không phong tỏa sớm thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Mình nhớ lại đêm hôm đó là mưa tầm tã luôn, mưa như chút nước, nhưng mà chủ tịch và phó chủ tịch và công an phường, trưởng công an phường và các anh em phường đội ngay trong giờ phút đó nghe thông tin là vận chuyển đồ xuống phong tỏa hẻm ngay.
thì 3 ngày sau có kết quả và xét nghiệm là cái hẻm đó dương tính rất là nhiều. Thời gian đầu á, nó cả có cả liên quan đến cảng Ecomart nên là cái sự lây lan rất là cao. Nhưng mà nhờ vào sự vào cuộc của các cấp trong một thời gian là trạm trên địa bàn phường 5 là dịch đã được khống chế. Đó thực sự là những ngày tháng khó quên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của chị Hậu và những đồng nghiệp tại trạm y tế phường 5 thành phố Vũng Tàu trong những ngày thành phố biển là một trong những điểm nóng dịch COVID-19 của tỉnh. Những nhân viên y tế ở cơ sở như các chị thì dù thời gian nào, ban ngày hay ban đêm, luôn là lực lượng tiên phong vào vùng có nguy cơ cao, tiếp xúc trực tiếp với những trường hợp nhiễm và có nguy cơ nhiễm bệnh cao để thực hiện công tác phòng chống dịch. Đó là chiến dịch thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 đưa đi điều trị, thần tốc truy vết, điều tra dịch tễ hay những đợt tiêm vaccine cấp tập cho người dân. Những ngày ấy, hầu như công việc, gia đình được các chị tạm gác lại để song pha cùng các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch. Một điều mà chị cũng như tất cả các y bác sĩ nói chung có lẽ chưa từng được học, cũng như chưa có sự trải nghiệm nào. Tất cả thực hiện vì trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc. Ở trạm mình đặc thù là con, đa phần là con nhỏ. 6 nhân viên thì 5 nhân viên là nữ, toàn là con nhỏ. Thì trong quá trình đó thì có người thì là chồng nằm bên bộ đội, gửi con cho hàng xóm trông. Có người thì là đứa một chị cản lớp 5 trông 2 đứa em, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Còn như mình thì là ông xã là nghỉ lại để làm hậu phương cho mình, chồng 2 đứa con. 3 tháng trời là anh chị em là chiến đấu ở trạm không có về nhà. Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho người nhà, cái thứ hai là mình tiếp xúc canh đương rất là nhiều. Và cái vaccine, cái thời điểm đó mình chưa tiêm đủ nên là mình cũng không dám về nhà. Đó là giữ an toàn cho mình, cho gia đình. Thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn diễn biến phức tạp khi các ca mắc mỗi ngày không ngừng tăng, cũng là áp lực với y tế cơ sở. Đồng thời thực hiện việc cho phép các F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng điều trị tại nhà, nên khối lượng công việc của các nhân viên y tế cơ sở vẫn rất nhiều. Mỗi ngày, các chị em lại tiếp tục với công tác tiếp nhận thông tin các ca F0, F1 nguy cơ cao, tiến hành rà soát, kiểm tra sức khỏe, test nhanh, đưa túi thuốc đến nhà cho các F0, tiếp cứu những trường hợp F0 đột ngột trở nặng trước khi chuyển vào viện. Hiện giờ thì em cũng đang là dược sĩ, thì khi mà cái tình hình dịch như vậy á, thì em thấy là mình cũng đã làm học ngành y, khoác trên mình cái chiếc áo blue này. Thì mình cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm là mình góp cái công sức nhỏ để giúp đỡ cho phường, cho người dân. Có những hoàn cảnh hay là mình nói chung biết là có nguy hiểm đó, nhưng mà mình sẽ dùng cái ngành học của mình hay là sự hiểu biết, mình sẽ cố gắng góp một phần công sức nhỏ giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nguy hiểm thì ai cũng sẽ có, nhưng mà mình nếu mà mình cũng sợ như ai hết thì sẽ không có ai giúp được ai hết. Thì với em thì cái tiêu chí là mình đi thuộc dạng thiện nguyện, với lại mình giúp theo có cái tâm với cái lòng á, thì mình cứ đi đến giờ này luôn. Dịch bệnh là điều bất khả kháng. Những người trên tuyến đầu chống dịch, nếu như với các đồng nghiệp nam trong ngành y đã là sự vất vả, thì đối với các chị em, sự vất vả và cả nỗ lực để hoàn thành trọng trách lại gấp bội phần. Họ vừa phải chu toàn với gia đình, con cái, vừa hết sức trách nhiệm và tận tụy với công việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 chưa có hồi kết, các chị em phụ nữ nói chung, chị em ở ngành y tế cơ sở nói riêng, không đơn thuần chỉ là những đóng góp về công sức, mà còn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực tới nhiều người. Trong tâm thế của mình lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần là mình phải đi làm. Thứ nhất là vì gia đình mình, thứ hai là vì xã hội. Các ca bệnh mà được khống chế, yên bình thì lúc đó ra mình mới được yên bình. Một lần nữa xin được cảm ơn và trân trọng những chia sẻ mộc mạc thân tình của những chị em làm công tác y tế ở tuyến cơ sở, góp phần lớn vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch chung ở địa phương. Thưa quý vị, phát huy phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, các chị em phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển chung của xã hội. Và ở bất kỳ công việc, cương vị, công tác nào, thì chị em phụ nữ luôn thể hiện tinh thần giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của gia đình và xã hội. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3,
Một lần nữa kính chúc các bà, các mẹ, các chị và các em luôn mạnh khỏe, rạng ngời, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước. Kính thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng cao. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ngành, ban chỉ đạo ngành địa phương tập trung triển khai tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, tăng cường năng lực cách ly, chăm sóc, điều trị, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, chỉ nhập viện khi có dấu hiệu nặng. Đặc biệt trong giai đoạn này, việc thực hiện thông điệp 5K cộng vaccine cộng thuốc điều trị và ý thức là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Người dân không nên chủ quan khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, kể cả đã tiêm mũi tăng cường, vì tiêm vaccine không có nghĩa là miễn nhiễm với dịch bệnh và không lây nhiễm cho người khác khi mắc bệnh. Chương trình Thích ứng an toàn đến đây xin phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.